Những anh em nào mà đi đánh chim sẻ, làm kinh tế hoặc là đánh vị trí mà cần cái file để đánh được nhiều chim, để đánh mà chim bị bãi mà đánh nó vẫn vô nha anh em. Thì đây là cái bản mới, bản 2020, cái tiếng này là đánh vừa quyết định tò mò lại kêu về luôn nha anh em. Chỉ cần một file này là đánh rất là ok, thì bên Thuận còn rất là nhiều file khác. Anh em liên hệ số điện thoại cho mình để được thử tư vấn cũng như cung cấp bán cho anh em cái file gốc và chuẩn để anh em đi làm kinh tế. Cảm ơn anh em, khi anh em lấy tiếng là sẽ không có bị bệnh nhạc nhạc vô nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Thank you.